Xin chào mọi người, à, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người à, thông tin mới nhất nha à, Hôm nay là ngày 3 tây tháng 3 năm 2021 à, Và đã có được 22 tiểu bang nhận được cái số tiền à, cho cái niên học 2021 này cho đến hết tháng 6 2021 thẻ PEBT. Tiểu bang thứ nhất mà mình muốn chia sẻ và nêu tên ra đó là tiểu bang Florida, à, tiểu bang Washington, tiểu bang Connecticut, Virginia. Mình sẽ đọc tên những cái tiểu bang ha để mọi người có thể à, nghe và biết được là tiểu bang của mình đã có được trong cái danh sách là nhận tiền cho đến hết tháng 6 này chưa nhá. À tiểu bang Kentucky, à tiểu bang Kentucky thì họ sẽ chọn gửi tiền vào trong cái thẻ mình bắt đầu là 15 tây tháng 3 nhé. Rồi tiểu bang Arizona thì tiểu bang Arizona thì họ nói rằng là tháng 3 đó các em sẽ được 69 đồng tháng 4 thì sẽ tăng lên là 126 đồng và tháng 5 thì là 120 đồng cho mỗi em học sinh. Nhá, đó là cái tiền benefit của tiểu bang Arizona. Và bắt đầu từ ngày 23 tay tháng 4 thì cái um, cái thẻ nó sẽ bắt đầu uh, gửi về cho mọi người. Và uh, tháng 5 thì mọi người sẽ nhận được số tiền của tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Rồi tiểu bang Vermont, West Virginia, Wisconsin cũng là nhận cho số tiền cho đến hết niên học 2020-21 là tới tháng 6 2021 này nha. À, tiểu bang Massachusetts cũng vậy. New Mexico, Minnesota, Michigan, Illinois, Indiana, Delaware, Tennessee, Rose Island, Ohio, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina. Đó là 22 tiểu bang sẽ nhận được tiền cho đến tháng 6 năm 2021 này nha mọi người. Và năm nay thì họ thay đổi hơn một chút xíu là họ cộng thêm thì hồi năm ngoái thì họ chỉ cho những em học sinh à, nào đi học ở trong trường mà à, đủ điều kiện để nhận cái số tiền à, ăn trưa miễn phí hay là được giảm giá nhưng mà năm nay thì họ tăng thêm à, một cái nữa là những em tuy là không có đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hay là à, được giảm giá khi mà mình ăn trưa trong trường cũng vẫn được nhận cái số tiền PEBT này cho năm học 2021 này nha mọi người à, thì đó là một cái tin uh, tốt mình muốn chia sẻ nhé và cái new benefit này nè thì nó sẽ bắt đầu khi nào à, cho cái năm học này thì một số trường hồi nãy mình đã có comment cho mọi người biết rồi à, và đây là cái số tiền mà họ tính ra cho từng tiểu bang một à, chung chung cho tất cả các tiểu bang ha thì mọi người có thể thấy rằng là à, Alaska thì các em trong tiểu bang đó sẽ nhận được là 10 .99 đồng 99 cho mỗi một ngày thì mình sẽ cứ nhân lên cho 5 ngày và nhân cho à, 4 tuần ha à, tiểu bang Hawaii, Guam, Virginia Islands and Puerto Rico thì các em sẽ nhận được là 7 đồng 97 sen một ngày và cũng nhân cho 4 ngày 5 ngày một tuần và 4 tuần cho một tháng ha à, ngoài những cái tiểu bang đó ra thì tất cả những tiểu bang khác ở trên nước Mỹ thì các em sẽ được là 6 đồng 82 sen một ngày thì họ năm nay họ tăng thêm nó nhiều hơn một chút họ à, hồi trước thì chỉ có 5 đồng mấy thôi nhưng mà năm nay là tại vì họ cho thêm snack À, cho các em để ăn thêm à, ăn chấm miệng đó thành ra là cái số tiền đó nó tăng mọi người sẽ thấy ha đây là cái column mà à, họ tem cái tiền snack nè à, 96 cent à, Alaska thì mắc hơn là tới 1 đồng 56 à, còn tiểu bang Hawaii, Scott, Virginia hay Puerto Rico đó, thì cái tiền snack là cho thêm là 1 đồng 13 thành ra mọi người sẽ thấy cái số tiền nó thay đổi và tăng thêm cho năm nay nhé rồi, à, nếu mà con mình không có đi học thì nó có được hưởng cái tiền à, PEBT hay không? Trong những ngày nó không có đi học ở trong trường, thì câu trả lời sẽ là không nha mọi người. À, các em phải đi học à, và nằm ở trong cái dạng à, hội đủ điều kiện thì lúc đó họ mới cho mình cái tiền này nhé và một câu hỏi nữa là nếu mà con của mình không còn đi học ở trong trường nhưng mà hiện tại bây giờ học ở trong nhà ở học ở nhà à, theo cái dạng là homeschooling á à, thì sẽ như thế nào thì cái câu trả lời cũng sẽ là không có đủ điều kiện nha mọi người à, homeschooling là giống như là à, mình bỏ học luôn mình chỉ có đi theo cái dạng là học ở trên mạng học ở tại nhà thôi chứ mình không có à, đi học ở trong trường hiện tại bây giờ các em học sinh học ở nhà là tại vì dịch bệnh covid nhưng mà hết covid thì các em phải tới trường chẳng ngược lại nếu mà trường mở cửa như bình thường à, còn cái chương trình mà homeschooling này á, thì không cần biết rằng là mình à, nằm ở dưới nào à, trong cái dạng mà giống như là có covid hay không à, các em vẫn học ở nhà thì những em đó sẽ không có đủ điều kiện nha mọi người rồi à, còn vấn đề mà nếu mà mình có trẻ dưới 6 tuổi thì sao? Nếu mà các em nằm ở trong cái uh, chương trình Child Care giữ trẻ đó thì sẽ như thế nào? Thì bây giờ họ cập nhật cái thông tin mới là những em mà uh, trong cái chương trình giữ trẻ nếu mà các em hội đủ ba cái điều kiện này uh, dưới đây thì các em có thể đủ điều kiện để nhận cái thẻ PEPT À, cái tiền thực phẩm ha thì thứ nhất á, là nhà của các em à, phải nhận được cái tiền benefit snap này à, tiền phút tem á à, và à, các em phải đi trong cái trường học mà của nhà nước hay là chính phủ à, họ tài trợ và cái thứ ba nữa là các em phải đi học 5 ngày, à, tiếp tục trong 5 ngày Nếu mà nhà trường đóng cửa trong cái vấn đề COVID thì các em ở nhà không sao hay là giảm giờ xuống không sao Nhưng mà các em phải ghi danh và đi học à, trong cái à, trường học đó à, Và hiện tại bây giờ thì nó đã đang giảm giờ hoặc là đang đóng cửa tại vì à, dịch bệnh COVID nha thì nếu mà các em hội đủ ba cái điều kiện này thì các em sẽ được đủ điều kiện để nhận cái số tiền trợ cấp cho vấn đề thực phẩm trong năm học năm nay nha mọi người và mình muốn cảm ơn là mọi người đã lắng nghe và nếu mà được thì mình cũng xin mọi người hãy bấm nút like, and share cái video này với bạn bè và người thân của mình hay là những ai mà mọi người nghĩ rằng là sẽ cần phải biết được cái tiểu ban của mình số tiền nhận như thế nào chân thành cảm ơn mọi người nhé à, những ai chưa có subscribe channel của mình thì nhớ subscribe nha rồi mình sẽ gặp mọi người trong cái video kế tiếp xin chào